Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Trong cái video clip này, thằng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn tắt cái tính năng highlight khi chọn các đối tượng ở trên cái bản vẽ AutoCAD. Rồi cái vấn đề thứ hai là mình hướng dẫn các bạn tắt cái tính năng con trỏ chuột nó bị dây dây khi chọn một cái đối tượng trên bản vẽ. Thì cái tính năng này bắt đầu xuất hiện từ cái CAD 2012 trở đi, nếu mình không nhầm. Rồi và một cái vấn đề thứ ba nữa là khắc phục cái lỗi là khi các bạn phải giữ cái phím shift khi chọn nhiều đối tượng, khi các bạn phải đè giữ phím shift khi chọn nhiều đối tượng. Nếu bạn không giữ phím shift, bạn chọn đối tượng mới, tự động nó sẽ mở cái đối tượng trước đó. Thì cái video clip này mình giúp các bạn giải quyết ba vấn đề này, mà các bạn theo dõi nha. Thứ nhất là mình chỉ cho các bạn tắt cái tính năng highlight khi chọn đối tượng. Cái tính năng này nó có, mình chỉ ra từ phiên bản 2012 trở đi nha. Bắt đầu mình chỉ cho các bạn nè. Đây là mình đang hướng dẫn trên phiên bản CAD 2017, thì các bạn dùng các phiên bản CAD từ 2012 trở lên cũng giống nhau thôi, không có gì khác hết. Tức là khi các bạn chọn cái đối tượng bất kỳ, bạn thấy nó highlight nè, bạn thấy nó highlight không? Tức là nó rất khó phân biệt được giữa đối tượng chọn và đối tượng chưa chọn, nó highlight, các bạn nhìn thấy rất là khó phân biệt. Đây, ví dụ mình chọn cái màu xanh xanh này đó, bạn thấy nè, rất là khó phân biệt đúng không? Đó. Thì mình muốn là cái đối tượng nào được chọn nó chỉ chuyển qua cái nét rạn đứt thôi, giống như những cái phiên bản CAD cũ trước đây, cụ thể CAD 2007 hay là 8 đó, thì các bạn chọn sẽ mất cái highlight đi. Thì bạn làm như sau, bạn nhập vào cái lệnh là selection, bạn nhìn ở góc dưới, bạn nhìn ở dòng comment ha, ở góc dưới bên phải bên trái bạn sẽ thấy mình nhập cái lệnh selection effect nè, selection. Cái lệnh tính năng này nhiều bạn gặp phải, cho nên mình mới làm cái video clip mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Các bạn không biết làm sao tắt cái tính năng này đi, các bạn cảm thấy khó chịu do các bạn quen một cái thói quen cũ, đó là khi mình chọn đối tượng thì cái đối tượng nó chỉ chuyển qua nét đứt thôi, nó rạn đứt, mình phân biệt được với cái chọn và cái không chọn. Còn từ phiên bản CAD 2012 đã đi, bắt đầu có tính năng thêm tính năng highlight này. Phiên bản CAD cũ vẫn có highlight nha các bạn, vẫn có highlight. Rồi đây nè, selection effect nè, effect là cái hiệu ứng, selection là cái sự chọn, tức là cái hiệu ứng chọn đó. Thì mình tắt cái hiệu ứng chọn này đi, thì mặc định nó đang bật này, các bạn thấy không, nhập vào selection effect nó đang có là 1, các bạn chỉ cần nhập 0 enter là được. Rồi bây giờ mình thử mình chọn nó tượng xem, các bạn thấy một điều kỳ diệu nè, các bạn thấy chưa, nó giống như cái cũ rồi nè, nó không có còn highlight nữa. Thì các bạn sẽ dễ dàng phân biệt được giữa đối tượng chọn và đối tượng chưa được chọn, được chưa các bạn? Đó là cái tính năng tắt cái tính năng highlight đi trong cái phiên bản CAD từ 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thì các bạn làm như vậy đó. Rồi bây giờ trong cái phiên bản CAD dưới 2010 trở xuống thì làm sao, 2007, 2008, 2009 thì làm sao đây? Mình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn cái phiên bản CAD này rồi. Đây, cụ thể mình mượn cái giao diện CAD 2007 mình hướng dẫn các bạn luôn. Thì bình thường mình chọn đối tượng là nó sẽ đây bạn thấy nè, nó chuyển qua nét đứt rồi nè. Nhưng cái này thiết lập nó mới có, nhưng cái lúc các bạn mới cài CAD á, chưa chắc là nó đã được tính năng này. Thì các bạn vào trong chỗ này, bạn gõ vào OP Enter nha, Option đó. Bạn vào trong cái Option, rồi bạn tìm đến cái thẻ Selection. Rồi bạn để ý nè, trong cái CAD cũ á, thì nó thiết lập nó nằm bên trong cái Visual Effect Setting, nằm bên trong đây nè các bạn. Đây là cài đặt cái hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng chọn. Thì ở đây nó có ba cái lựa tùy chọn, một là Dart, hai là Thickening, ba là Bold. Dart là chỉ là nét đứt thôi, Thickening tức là nó được highlight lên, cái nét nó to lên đó các bạn, nó có bị dày lên, nó giống như tính năng highlight trong cái phiên bản CAD mới vậy đó. Bold là cả hai, có cả hai tính năng này luôn, hiện tại nó đang có cả hai tính năng luôn. Rồi bây giờ mình lấy chỉ một cái Dart thôi thì nó sẽ không còn tính năng highlight nữa, nó không còn sáng lên nữa. Rồi sau đó bạn OK đi là được nè. Rồi sau đó bạn OK này nữa ha, OK này nữa. Rồi bạn xem nè, nó chỉ còn nét đứt thôi, rất là dễ chịu luôn nè. Đó, đó là phiên bản CAD cũ bạn làm như vậy. Còn một việc nữa các bạn chú ý, khi mà các bạn range chuột vào đối tượng nào đó nó bị highlight lên, tức là nó review trước á, nó review trước. Thì trong cái phiên bản CAD cũ, đây mình sẵn trong cái 2007, mình nói cách 2007 trước. Đầu tiên mình bật ra tính năng này, lúc bạn mới cài CAD á, là nó đang như thế này nha. Tức là khi bạn mới rê vào một đối tượng đó thôi, bạn thấy nó sáng lên, tức là nó cảnh báo là nó sẽ chọn được đối tượng đó. Đây là gần như ai cũng gặp phải trên màn hình, cảm thấy rất là khó chịu. Bạn vẽ có rất là nhiều đối tượng lên, các bạn thấy nè,
bản vẽ mà có nhiều đối tượng lên, bạn thấy bắt đầu rối lên nè. Ví dụ nè, bạn thấy nè, mình rê vô các cái mặt cắt của các cái thanh nhôm này, bạn thấy chưa? Nè, mới có rê thôi, mình chưa có lít gì cả là nó đã highlight, nó cảnh báo là sẽ chọn hết đối tượng đó. Mình cảm thấy rất là khó chịu thì mình tắt tính năng này đi bằng cách các bạn vào đây nè, OP Enter nha, có OP Enter vào trong cái thẻ Option, thì bạn tìm đến cái thẻ Selection, bạn vào trong cái hộp thoại là Option và tìm đến thẻ Selection, tắt hai tính năng When này đi. Này là When a Command is Active, tức là khi có một lệnh được kích hoạt, và cái tình huống thứ hai là khi không có lệnh nào được kích hoạt thì nó cứ review, tức là xem cho bạn xem trước cái đối tượng các bạn sẽ được chọn, được chưa? Thì dù bạn bỏ hai lựa chọn này đi sẽ không còn tính năng đó nữa, rất là dễ dàng, được chưa các bạn? Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy là mình đã bỏ được cái tính năng mà gọi là nó cho nó review trước cái đối tượng khi mà bạn chưa có nhập lệnh nào hết, và khi bạn có nhập một lệnh nào đó, bạn cứ rê đối tượng vào trong cái đối tượng, bạn rê chuột vào con trỏ vào trong cái đối tượng là tự động nó sẽ review, nó highlight hoặc là nó cảnh báo, nó sẽ ra chọn. Thì mình tắt tính năng ở đây bằng cách bạn bỏ chọn hai cái quen đó là được nha. Còn bạn nào thích cứ để, không vấn đề gì hết, mặc định mới cài kết là nó sẽ chọn cái đó cho các bạn đó. Rồi trong cái bản kết mới thì bạn làm sao? Đây là kết cũ nha, bản kết mới thì bạn bỏ tính năng đó như thế nào đây? Cụ thể là mình đây mình mượn kết 2017 mình hướng dẫn cho các bạn nha. Thì trong kết 2017 giờ mình tắt rồi, bây giờ mình bật lên đó lại cho các bạn xem nè. Để bật lên đó lại. Đây, bạn mới có rê vào đối tượng thôi, nó cũng highlight lên, nó cảnh báo nè, bạn thấy chưa, nó cảnh báo nè, bạn thấy nó sáng sáng lên không? Đây, nó cảnh báo nè. Này nó cảnh báo, mình rê vào cái chữ test nè, bạn thấy chưa, nó cảnh báo lên. Thì mình bỏ tính năng cảnh báo này đi. Thầy cảm thấy khó chịu, nhức mắt quá, mình bỏ tính năng nó đi. Đây, giờ mình mất cái rê vô thôi, bạn thấy là nó cảnh báo luôn nè. Đây, mình mất cái rê vô thanh nhôm này, nó cảnh báo nè. Rồi, bỏ tính năng này đi, các bạn chỉ việc nhập OP Enter cũng giống như cái 2007 thôi. Tuy nhiên cái 2007 thì nó bố trí ở vị trí đâu đây nè. Còn đối với cái mới thì nó lại bố trí trong cái Review Selection. Đúng, chú ý nó cũng nằm trong thẻ Selection nha các bạn. Bạn tìm đến đây nè, này, bỏ hai cái quen này đi là hết nè. Rồi, Apply, OK. Rồi, hết rồi nè. Khi nào bạn lít thì nó mới chuyển qua tính năng highlight, nó mới chuyển qua nét đứt thôi. Rồi, được chưa các bạn? Còn để tắt tính năng mà highlight đi, bạn nhớ selection effect mình vừa chỉ. Rồi, còn một cái vấn đề nữa, hồi nãy mình nói là mình giải quyết cho bạn giúp bạn tắt tính năng highlight rồi đó. Rồi tắt tính năng con trỏ chuột bị dây dây. Bây giờ thì cái vấn đề thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn là tắt cái tính năng con trỏ chuột bị dây dây khi chọn. Thì cái tính năng này nó có từ phiên bản CAD 2012 trở đi, những phiên bản CAD cũ trước đó là không có. Rồi thì làm sao mình tắt nó đi? Các bạn bỏ tính năng này đi cũng rất là dễ, có nhiều bạn cảm thấy khó chịu. Thật ra nó là một cái tính năng chứ không phải là lỗi các bạn. Nhiều bạn cứ cho rằng là CAD bị lỗi, không phải, đó là một cái tính năng mới có trong từ phiên bản CAD 2012 trở đi. Tức là khi mà bạn giữ con chuột á, ví dụ để chọn nó thật, khi bạn giữ con chuột, bạn lấy chuột trái sẽ bạn giữ con chuột trái luôn. Bạn thấy nó dây như thế này nè, bạn cảm thấy rất là khó chịu. Cái tính năng này các bạn thường mà các bạn sử dụng Corel hoặc là bạn sử dụng AI Photoshop, thông thường chọn nó tự các bạn hay giữ con chuột, bạn quen rồi, cho nên qua CAD bạn cũng giữ con chuột luôn. Cho nên bạn rê bạn thấy nó dây, bạn cảm thấy khó chịu đúng không? Rồi bây giờ mình bỏ tính năng dây nó đi, mình tắt cái tính năng nó đi thôi. Thật ra tính năng này cũng hay, nếu bình thường bạn không quan tâm thì bạn lấy chuột trái, bạn đừng có giữ con chuột, chú ý đừng có giữ chuột thì nó mở ra cửa sổ bình thường giống như phiên bản CAD trước đây thôi nè, bạn thấy chưa? Bạn đừng có giữ chuột nha, lấy chuột trái là bỏ ra, rồi rê chuột, lấy chuột trái tiếp. Cái cách chọn đối tượng trong CAD mình sẽ làm cái video hẳn hôi mình chỉ tiếp cho các bạn cái cách chọn ha. Này bạn lấy chuột trái nè, bao hết nó là chọn nè. Rồi lấy chuột trái nè, bên phải mở qua dướng cho chút xíu là nó chọn nè. Này bạn thấy chưa, vậy là chọn đối tượng nè. Đừng có giữ chuột, chú ý không giữ chuột, lấy chuột trái là bỏ tay ra, bao. Còn bây giờ bạn muốn tắt luôn cái tính năng mà bị dây, khi bạn giữ chuột trái là bạn di chuyển chuột, tích tắt tính năng dây này nè. Đó, bằng tắt tính năng này đi. Thì bằng cách là bạn vào đây, gõ vào OP Enter. Bạn cũng tìm đến cái thẻ Selection này. Rồi, bạn bỏ chọn cái Allow Red Entra for Lasso này. Bỏ tính năng này đi. Nó cho phép nhấn kéo giữ. Đó, để chọn cái tượng này. Lasso. Này, bỏ tính năng này đi. Apply. OK, thì nó hết. Bây giờ cho dù bạn có giữ chuột hay không giữ chuột gì chăng nữa, nó cũng không có bị nữa, để cho các bạn, nó không có bị nữa nè. Nó hết bị rồi, nó không còn dây kiểu đó nữa. Tức là bạn tắt tính năng nó đi thôi, để cho các bạn. Còn trong CAD 2 cũ thì nó không có tính năng đó. Này cụ thể là CAD 2007 nè.
OP, Enter. Đề bài hàng 8, hàng 9, hàng 10 là chưa có thứ năm đó, đề bài này là chưa có. Thành ra mình không có quan tâm nha. Rồi, còn một cái vấn đề thứ ba mình sẽ giúp các bạn giải quyết luôn. Trong cái video này có 3 vấn đề, mình giúp các bạn giải quyết 3 vấn đề. Vấn đề tiếp theo là khắc phục. Đây cô không phải là cái lỗi mà chẳng qua là các bạn bỏ tính năng đi thôi. Mình gọi lỗi thì nhiều khi cũng không chính xác lắm. Tức là khắc phục cái hiện tượng là các bạn phải đè thêm, giữ thêm phím shift nữa khi chọn nhiều đối tượng. Tức khi các bạn chọn đối tượng mới thì tự động nó bỏ đối tượng cũ. Thì bây giờ mình đè giữ phím shift mới chọn được nhiều đối tượng. Thì bây giờ mình bỏ tính năng nó đi. Thì tức là các bạn cứ lấy chuột cái thì nó chọn cộng dồn vào thôi. Còn chọn nhầm một đối tượng nào đó thì đè giữ phím shift chọn lại để cho các bạn thì bỏ tính năng đó bằng cách. Đầu tiên mình chỉ cách cũ trước. Cái 2 là 7 nè. Các bạn cũng nhập OP Enter vào trong cơ sở option này. Chắc mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn về cơ sở option này rất là kỹ cho các bạn. Thì nhiều bạn, thậm chí các bạn sử dụng CAD lâu năm vẫn gặp khó khăn khi mà có một số cái hiện tượng gặp phải vướng vấp khi mà mình sử dụng. Rồi, đó là do cái này nè. Này bạn thấy cái này chưa? Sử dụng Shift để thêm đối tượng chọn nè. Do các bạn sơ ý bằng nha, bạn nhấn phải cái phím tắt nào đó hoặc cái biến nào đó là nó bật cái tính năng này lên, bật tính năng này lên. Rồi apply ok. Cho nên các bạn chọn đối tượng mới nè, bạn chọn cái mới cái nó bỏ cái cũ, bạn thấy chưa? Cứ chọn cái mới là nó bỏ cái cũ. Bạn muốn chọn luôn được nhiều đối tượng phải giữ phím shift mới chọn được nè, thì nó rất là phiền. Nếu các bạn không quen thì các bạn bỏ tính năng này đi bằng cách nè. OP Enter trở lại. Bạn bỏ chọn cái này đi là hết thôi, bạn bỏ chọn cái này nè. OP Enter để mở cái sổ option ra, nó nằm trong ngay cũng trong cái thẻ selection thôi. Trong cái selection này có nhiều thứ các bạn hay gặp phải mà các bạn hay gọi điện thoại cho mình, các bạn hỏi rất là nhiều. Thì mình làm cái video clip này mình chỉ luôn cho tất cả các bạn luôn nha. Ai cũng gặp phải đó, cái video này gần như là các bạn đều phải xem. Các bạn nên chia sẻ cái video clip này lên trên các cái diễn đàn mạng hoặc là trên các cái trang Facebook của các bạn để cho bạn và các bạn cùng học nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bạn bỏ chọn này đi là nó hết thôi. Rồi, apply, ok. Rồi, trong phiên bản CAD mới thì nó ở đâu? Cụ thể là CAD 2.12 đã lên á. 13, 14, mình đang là sử dụng CAD 2.17 nha. Các bạn cũng nhập OP, Enter. Rồi, bạn tìm đến. Cũng trong cái thẻ Selection thôi. Thì nó cũng nằm ngay vị trí này thôi các bạn. Chứ nó cũng không nằm vị trí khác. Bạn, này, bạn, bình thường bạn chọn thì nó sẽ bị tính năng đó. Bạn bỏ chọn này đi là nó hết. Được chưa? Thì giờ mình chọn này nó sẽ bị nè. Bình thường nó không có bị nha các bạn, trừ khi các bạn đây mình chọn cái mới nó sẽ bỏ cái cũ này, mình thấy chưa? Trong quá trình làm việc có thể bạn nhấn phải cái phím này nó bật cái tính năng nó lên này, rồi mình tắt tính năng nó đi nè, về lên bạn bỏ chọn này đi là nó hết rồi, apply ok. Đây bây giờ bạn cứ chọn ung dung mà chọn cái mới, không cần đè sự ship đâu, cứ chọn cộng dồn vào. Chú ý có chọn nhầm đối tượng nào đó thì đè giữ, bây giờ mới cần đè giữ phím ship chọn lại thì nó bỏ ra. Chọn nhầm đối tượng đè ship chọn lại thì nó bỏ ra. Đó là ba cái vấn đề mà các bạn hay gặp phải khi sử dụng CAD. Thì trong những video clip sắp tới mình sẽ làm tiếp cái chủ đề này, mình chia sẻ tiếp những cái vấn đề các bạn hay gặp phải trên cái màn hình CAD á. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Các bạn chưa đăng ký kênh của mình, các bạn vui lòng click vào cái tường thần lê đây nè để đăng ký theo dõi kênh của mình hoàn toàn miễn phí. Các bạn làm như vậy là các bạn sẽ giúp kênh này phát triển. Ngoài ra các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình chia sẻ những video mới lên để các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy video hay các bạn chia sẻ rồi mình like, share giúp thằng Lê cái video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.